Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mõ Việt Nam. Các bạn thân mến, tình trạng các cá nhân, tổ chức, người Trung Quốc tìm cách sở hữu đất tại các vị trí trọng yếu luôn là vấn đề nóng. Mới đây, trả lời ý kiến lo ngại của cử tri Hải Phòng về tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và thu mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh, Bộ Quốc phòng cho biết, tính đến hết tháng 11 năm 2019, có 149 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực biên giới của 22 tỉnh, thành phố. Trong đó có 92 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc, 57% doanh nghiệp vốn liên doanh. Cũng trong số này, có 134 doanh nghiệp đang hoạt động, 15 doanh nghiệp đã triển khai dự án nhưng tạm ngừng hoạt động. Thời gian thuê đất của người Trung Quốc từ 5 đến 50 năm. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của người Trung Quốc tại khu vực biên giới đất liền và ven biển là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, vui chơi giải trí, may mặc, nuôi trồng thủy sản, giày da, sản xuất bao bì, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử. Các tỉnh thành người Trung Quốc tập trung sở hữu đất đai thời gian qua là Đà Nẵng với 22 trường hợp, Quảng Ninh 17 trường hợp, Hải Phòng 16 trường hợp, Bình Định 9 trường hợp, Hà Tĩnh và Bình Thuận mỗi tỉnh có 5 trường hợp. Doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc ở khu vực biên giới đều hình thành từ tháng 12 năm 2018 trở về trước. Trong năm 2019, không có doanh nghiệp mới nào. Các doanh nghiệp người Trung Quốc trước khi cấp phép đầu tư đã được các cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt. Bộ Quốc phòng đánh giá các doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc trong quá trình hoạt động cơ bản chấp hành đúng pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, còn nổi lên một số vấn đề như một số doanh nghiệp đưa người lao động người Trung Quốc sang làm việc nhập cảnh dưới hình thức du lịch, sử dụng lao động Trung Quốc không khai báo, đăng ký theo quy định, thậm chí có doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân tuyển dụng lao động người nước ngoài nhưng vẫn tuyển dụng. Tình trạng đầu tư núp bóng danh nghĩa doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, nuôi trồng, chế biến, thu mua hải sản, nhưng thực chất việc điều hành quản lý do người Trung Quốc đảm nhiệm. Một số doanh nghiệp dưới vỏ bọc kinh doanh, sản xuất đã có hoạt động tội phạm công nghệ cao, sản xuất ma túy tại các địa phương như thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Yên, Kon Tum. Có doanh nghiệp trốn thuế gây ô nhiễm môi trường tại Hà Tĩnh, thành phố Hải Phòng. Đến nay, cơ quan chức năng xử lý 63 người không khai báo tạm trú, 87 người không có giấy phép lao động, 285 công nhân Trung Quốc xô xát với công nhân Việt Nam, 3 trường hợp kết hôn trái phép, 310 lao động không chấp hành quy định trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp. Báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng cho thấy, từ năm 2011 đến năm 2015, trên địa bàn khu vực biên giới biển Đà Nẵng có 134 lô đất, một thửa đất liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp người Trung Quốc sở hữu, núp bóng sở hữu và thuê đất tại các vị trí dọc các khu đô thị ven biển, ven tường rào sân bay nước mặn, đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, khu đô thị các phường Phước Mỹ. Cụ thể là ông Lương Chí Bồi sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc, vợ ông A Chiu sinh năm 1959, quốc tịch Đài Loan, từ năm 2011 đến 2015 đã đầu tư tiền cho 8 người Việt, trong đó có 6 người gốc Hoa đứng tên mua 84 lô đất với diện tích khoảng 20.000 m², giá trị giao dịch trên 100 tỷ đồng tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó có 7 doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc sở hữu một số lô đất ven biển và thuê đất 50 năm, là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng, nhận quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất trên mặt đường Hoàng Sa. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ Silver Park mua 4 lô đất ở dải đất ven tường rào sân bay nước mặn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Silver Sea Triệu Nghiệp đứng tên sử dụng 2 lô đất ở dải đất ven tường rào sân bay nước mặn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ Hoàng Gia Trung sử dụng 13 lô đất mặt đường Võ Nguyên Giáp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Golden Wind Đà Nẵng sử dụng 1 lô đất ở mặt đường Hoàng Sa. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, du lịch và dịch vụ VN Holiday đã mua lại từ các cá nhân doanh nghiệp Việt Nam sở hữu 20 lô đất ở dải đất ven tường rào sân bay nước mặn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Silver Sores Hoàng Đạt thuê 200.000 m² đất, thời gian thuê 50 năm. Theo Bộ Quốc phòng, để sở hữu các lô đất ở Đà Nẵng, người Trung Quốc chủ yếu dựa theo hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam, đầu tư tiền cho cá nhân người Việt, chủ yếu người gốc Hoa mua đất. Ban đầu, người Trung Quốc góp vốn thấp hơn người Việt Nam. Người Việt Nam góp vốn chủ yếu bằng đất, doanh nghiệp sẽ do người Việt điều hành.
Nhưng sau một thời gian, bằng nhiều cách, người Trung Quốc tăng vốn, giành quyền điều hành doanh nghiệp. Do tài sản góp vốn là đất, nên quyền sử dụng các lô đất rơi vào tay người Trung Quốc. Hầu hết các lô đất thuộc sở hữu của người Trung Quốc đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ. Vì thế, theo Bộ Quốc phòng, cử tri và dư luận xã hội lo ngại về việc Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người Trung Quốc là có cơ sở. Trước thực trạng này, Bộ Quốc phòng đã báo cáo và đề xuất chính phủ hai việc. Thứ nhất, chỉ đạo các bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố ra soát đánh giá tổng thể các dự án đầu tư của nước ngoài, nhất là dự án liên quan đến Trung Quốc tại khu vực biên giới, biển đảo, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất cập của luật đầu tư, luật đất đai và cơ chế quản lý, cấp phép các hoạt động đầu tư nhằm hạn chế sơ hở, không để cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc lợi dụng hoạt động. Thứ hai, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với công an, rà soát các hoạt động của người Trung Quốc ở địa bàn, đơn vị đảm nhiệm. Chú ý các hoạt động lợi dụng vào bọc đầu tư, liên kết, núp bóng để hoạt động chống phá, kịp thời phát hiện báo cáo Bộ Quốc phòng tham mưu với chính phủ chỉ đạo xử lý ngăn chặn. Vâng, bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Nếu thấy thông tin hay và bổ ích, hãy giúp chúng tôi chia sẻ đến nhiều người. Chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.